Ngày 7 tháng 2 năm 1966, lần đầu tiên, người dân Sài Gòn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ được trực tiếp xem truyền hình đen trắng do Đài Truyền hình Sài Gòn phát hình lúc 19 giờ truyền qua máy bay. Chiếc máy bay dùng để phát sóng là loại máy bay cánh quạt có tên là Blue Eagle của quân đội Hoa Kỳ. Để đào tạo chuyên viên, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cử một toán nhân viên sang Đài Loan để thụ huấn trong 6 tháng. Các học viên được học tại Quan Khải Xã, nơi có đài truyền hình lớn nhất. Chương trình thụ huấn gồm lập kế hoạch, viết bản tóm lược, phân cảnh, đạo diễn, quay phim, thu hình, âm thanh, bài trí phong, hướng dẫn diễn viên và hóa trang. Đài Truyền hình Việt Nam thuộc Nhà vô tuyến Truyền hình Việt Nam, còn gọi là Đài Truyền hình số 9, có trụ sở tại đường Hồng Thập Tự. Giám đốc đầu tiên là Trung tá Đỗ Việt, phó giám đốc là ông Lê Hoàng Hoa. Hoạt động từ ngày 7 tháng 2 năm 1966 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975. Năm 1972, Truyền hình Đắc Lộ, một hãng truyền hình tư nhân do các tu sĩ dòng tên điều hành ra đời. Truyền hình Đắc Lộ chỉ sản xuất các chương trình giáo dục, phổ biến kiến thức cho người dân, đặc biệt là những người nghèo, để phát sóng trên đài truyền hình số 9. Tại các địa phương, có 4 đài truyền hình ở Huế, Quy Nhơn, Nha Trang và Cần Thơ. Đây là tiếng nói nước Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn, truyền thanh trên làn sóng trung bình 345 thước, tức là 870 kilo chu kỳ, từ 0 giờ đến 6 giờ. Kính chào quý thính giả. Đài vô tuyến Việt Nam còn được gọi là Đài Phát thanh Sài Gòn, Đài Phát thanh Quốc gia, được thiết lập vào năm 1950, tồn tại đến năm 1975. Hệ thống này còn có tên tiếng Pháp là Le Radio Diffusion Nationale du Việt Nam. Trụ sở của Đài Phát thanh Việt Nam tọa lạc tại số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao. Đài phát thanh cấp vùng gồm 3 đài ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Đài phát thanh cấp tỉnh gồm Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Ban Mê Thuột. Riêng đài Ban Mê Thuột, Pleiku và Đà Lạt còn có thêm những chương trình tôn giáo và cả ngôn ngữ sắc tộc của người Thượng. Vào năm 1964, trong số 11 đài trên toàn quốc phát thanh 12 giờ một ngày, phần còn lại bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa, Miên, Thái và một số ngôn ngữ sắc tộc người Thượng. Đài phát thanh quân đội hoạt động từ năm 1964, chủ yếu cho quân nhân, phát thanh mỗi đêm các chương trình như tiếng ca gửi người tiền tuyến, văn nghệ quân nhân tài tử, cổ kim hòa điệu. Nên báo chí và truyền thông của Đệ Nhất Cộng Hòa lúc đó trong mắt giáo sư ra sao? Giáo sư nhận định như thế nào về cái sinh hoạt này? Tôi về được độ không biết mấy tuần thì ông Diệm cũng nhớ bảo bây giờ phải có tiếng nói bằng tiếng Anh là để giải thích cái vấn đề Việt Nam cho thế giới. Thì ông mới bảo, ông mới ra lệnh là làm ra cái chương trình tiếng Anh. Khi mà phát thanh bằng tiếng Anh như vậy thì người nghe là đối tượng nào? Người nghe là thế giới. À, tức là phát là cho thế giới nghe. Vâng, là cái buổi phát thanh đầu tiên mình nói thì là This is Radio Saigon, The Voice of Vietnam. Là nổi hết da gà, thì là cảm động lắm.
Có cách nào đo được cái phản ứng hay là cái ảnh hưởng của nội dung phát thanh bài tiếng Anh đó đối với thế giới không, thưa giáo sư? Có chứ, là tại vì là vì sao phản ứng của họ nhiều lắm. Yeah. Thì họ viết thơ về welcome với lại các thứ và ấy, thì thành ra là từ hồi đó cũng liên hệ nhiều với lại đài phát thanh Úc, rồi đài phát thanh Singapore, các nơi người ta nghe được, người ta đều phản ứng tốt lắm. Năm 1865, tờ báo quốc ngữ đầu tiên là tờ Gia Đình Báo xuất hiện tại Sài Gòn do ông Trương Vĩnh Ký sáng lập và là tổng biên tập. Từ đó, nghề báo của Việt Nam phát triển không ngừng về đội ngũ chủ báo và người viết báo. Thị trường báo chí càng ngày càng đa dạng tại miền Nam trong suốt đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Cuộc di cư vào Nam của hơn 1 triệu người miền Bắc đã mang lại một sắc thái mới mẻ trong sinh hoạt văn nghệ và làng báo Sài Gòn. Đa số những nhân vật nổi tiếng trong làng báo đã đi vào lòng đất. Số còn lại gắn bó vào nghiệp báo, phần lớn định cư hải ngoại. Hãy nghe một nhân chứng trong làng báo vẫn còn hoạt động về văn hóa và báo chí. Đó là nhà văn nhà báo, 93 tuổi, Quyền Thao. Cách đây tới 140 mấy năm, mình đã có 2 cái luật báo chí. Và cuối thế kỷ 19 thì tờ báo đầu tiên đã xuất hiện ở miền Nam rồi. Tức là coi như cũng đã hơn 100 năm rồi. Thì cái sinh hoạt báo chí đó nó kéo dài ở miền Nam. Thì cái mà báo chí mà mình biết đến rồi mình có thể tham dự từ cái khoảng mà thập niên 50 cho đến 70 thì tôi nghĩ nó chỉ là một cái đoạn đường nối tiếp nối của cái sinh hoạt báo chí đã kéo dài suốt cả thế kỷ. Nói về những cái nhân vật báo chí mà nổi tiếng thì có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được. Nhưng mà tôi biết là từ khoảng cuối thế kỷ 19 thì có lẽ có những người như là ông Trương Vĩnh Ký ở miền Nam. Rồi sau đó thì ở miền Bắc thì mình có những người như ông Phạm Quỳnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh. Tiếp nối những cái công việc báo chí đó, rồi kéo dài đến Tự Lực Văn Đoàn. Rồi sau đó thì có nhiều tờ báo khác nữa, không thể nói hết được. Riêng tôi thì tôi biết là từ cái năm tôi đặt chân đến Sài Gòn, là năm 53 đấy, rồi cho đến năm 75, thì bây giờ tôi không thể kể hết số tên báo được. Bởi vì nếu mà nói thì nó có lẽ hàng trăm tờ báo hay là nhiều hơn nữa. Và cái số báo đó không phải chỉ là báo tiếng Việt, mà có thể là báo tiếng Hoa, báo tiếng Pháp, báo tiếng Anh. Thế còn bây giờ nói về những cái tên tuổi mà đáng ghi nhớ đó, thì tôi nghĩ rằng những cái tên tuổi mà mình có thể kể từ sau cái thời Tự Lực Văn Đoàn, thì ở miền Nam lúc đó những cái người như là ông Nam Định, rồi ông Trần Tấn Quốc là những nhân vật nổi bật của cái báo chí miền Nam. Trong khi báo chí miền Nam rất đông chứ không phải chỉ có mấy người đó. Những cái thế hệ tiếp nối về sau là mình thấy những cái tên mà nổi bật lên như là tên Chu Tử, tên Từ Trung và hai cái người mà đã bị ám sát. Cũng có một cái người mà phải nói ngay là trong cái hàng ngũ báo chí mà tôi rất quý từ cái thuở mà mình bắt đầu biết chút xíu thôi. Tức là ông Nhượng Tấm. Ông Nhượng Tấm cũng bị bệnh. Là công Việt Minh bắn chết ở Hà Nội năm 49. Phải nói ngay là có nhiều vụ nữa nhưng mà mình không nhớ hết. Nhưng mà vấn đề đặt ra là cái vấn đề pháp luật đó. Thì từ thế kỷ 19, thực dân Pháp đã đưa ra những cái luật lệ báo chí rồi. Rồi sau đó thì tất cả các chính quyền của mình cũng đều có những luật lệ tiếp theo. Và những luật lệ đó có thể nó có những cái giới hạn. Không phải là cái tin nào báo chí cũng có thể được loan. Thì ngoài ra thì báo chí không phải chỉ là loan tin, mà bên cạnh đó lại có những cái xu hướng, những cái sự mà tham gia với cái tính cách là những cái tờ báo biến thành những cái trò giải trí cho đại chúng. Ở đấy qua những cái tờ báo thì có thể có những cái tiểu thuyết này, tiểu thuyết nọ để cho người ta đọc, người ta giải trí. Ông Nguyễn Thao cho biết, tờ báo Sóng Thần được thành hình do một nhóm nhà báo tâm huyết
muốn dùng phương tiện truyền thông để trình bày sự thật cho dân chúng hiểu tình hình chính trị khó khăn của miền Nam lúc bấy giờ. Tờ báo quyết tâm chống tệ nạn tham nhũng trong chính quyền và quân đội. Sống Thần còn tổ chức xây các nhà cho các nạn nhân chiến tranh. Kế tiếp bộ tục là cái chuyện cấp học bổng cho các cái sinh viên, mấy học sinh không có tiền. Chiến dịch quy mô nhất của tờ Sống Thần là thu gom hàng ngàn xác chết do Bắc quân pháo kích vào đại lộ Kinh Hoàng. Dù phải đối phó với nhiều khó khăn và trở ngại, cuối cùng các nhóm chủ trương tờ báo cũng đã thu gom được 2.000 xác và lập một nghĩa trang tại Huế chôn cất các nạn nhân. Ông cũng ghi nhận sự đóng góp lớn lao của độc giả khắp nơi cho dự án Sống một mái nhà, chết một nắm mộ. Khi đứng trên đoạn đường phải nói ngay là không thể tưởng tượng được. Và tôi nghĩ là không cần tính toán được. Cái quyết định là mình sẽ phải làm nhiều mọi cách để gọi là kiếm cho những người chết đó một cái nấm mộ. Tôi nghĩ rằng cái nền báo chí phải nói ngay là đấu tranh của báo chí có lẽ nó được từ lâu rồi. Những cái người mà tham gia vào nghề báo với tất cả cái nhiệt tâm, nhiệt tình của mình, phần đông là những người có cái tinh thần đấu tranh sáng suốt. Tôi nhớ một cái đàn anh của tôi là ông Trần Tấn Phúc. Thì ông ấy không những ông ấy như là nói chuyện, nhưng mà ông ấy đã viết sách và ông ấy đã công bố ở trên báo. Đối với ông, báo chí là một cái đạo. Thì như vấn đề bước vô cái nghề báo không phải để việc kiếm ăn, mà đây là một cái đạo. Và cái đạo của ông ấy nói là phải bênh vực công lý cho xã hội. Từ thời Pháp sang thời đệ nhất Cộng Hòa đó, thì báo chí vẫn sinh hoạt một cách hết sức là bình thường, không có cái gì gọi là gay gắt hay là chính trị hóa cái nền báo chí cả. Mà cho đến khi chính quyền Ngô Đình Diệm thấy là nếu để cái tình trạng này kéo dài đó, thì chính quyền có thể mất kiểm soát người dân, là bởi vì người dân ham đọc báo và sẽ có thể là đi theo cái khuynh hướng hướng dẫn hay là mở đường của báo chí. Thành ra bắt đầu đó, lúc đó chính phủ Ngô Đình Diệm khép lại bằng cách là chỉ có cho phép loan những cái tin không có vi phạm đến an ninh quốc gia và không xúc phạm đến đời tư của cá nhân. Thì cái vấn đề đặt ra là xúc phạm đến an ninh quốc gia là vì sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành cái quyết định đó, thì tờ báo, các tờ báo gốc miền Nam bắt đầu co cụm lại, chỉ thuần túy loan tin bình thường và đăng chuyện dài, chuyện ngắn. Thành ra lúc đó cái tờ báo nổi tiếng và bình dân nhất ở miền Nam lúc đó là tờ Sài Gòn Mới của bà Bút Trà. Về sau đó là đến cái tờ Tia Sáng và tờ Tiếng Chuông cũng của các chủ nhiệm miền Nam. Và cái sự thay đổi đó nó bắt đầu, nó mở ra một cái khuynh hướng là báo chí phải đấu tranh. Thì lúc đó báo chí bắt đầu mở ra một cái con đường đấu tranh âm thầm mới dưới chính quyền Ngô Đình Diệm, cho đến khi ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Với cái nhóm Caravan thì nó là hậu quả của sự độc tài, của chính sách độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm. Mà thật sự ra nhóm Caravan ra đời đó là nhằm vào ông Ngô Đình Nhu. Ông Ngô Đình Nhu mới là cái người mà cái nhóm Caravan đặt tiêu chuẩn để lật đổ, chứ không phải là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà cái nhóm Caravan nó gồm 18 nhân sĩ, toàn là nhân sĩ nổi tiếng, quy tụ ba miền Bắc, Trung, Nam. Mà những người đó là những người đã từng tham gia các nội các trước thời Ngô Đình Diệm, đóng các cái vai chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng ở miền Nam Việt Nam. Và những cái nhóm này có những người như là ông Trần Văn Văn, cụ Trần Văn Hương, ông bác sĩ Phan Huy Quát, ông Trần Văn Tuyên, hay là một số nhân sĩ khác. Lúc đó báo chí nương tựa vào cái sự nổi dậy của nhóm trí thức Caravan đó để tranh đấu cho tự do, để bắt đầu có những bài viết đòi hỏi phải thay đổi chế độ,
phải thay đổi, phải từ bỏ chính quyền độc tài. Cái điều đầu tiên là sau năm 1963, cho đến khi mà chính quyền quân nhân lên cầm quyền năm 1965 đó, thì lúc đó làng báo Sài Gòn bùng lên, ai cũng có quyền ra báo. Là vì những cái luật lệ báo chí lúc đó nó dễ lắm, chỉ có cần khai báo, chỉ có một cái sự chứng nhận của chủ bút hay là chủ nhiệm là cái người này đã làm báo bằng đó năm trước năm 1963 cho đến năm 1970. Chỉ có 25 tờ báo thôi. Mà đến khi thời mà Tổng thống Thiệu ra cái luật là phải kiểm soát lại báo chí đó, thì lúc đó ở Sài Gòn có 50 tờ báo. Mà phía Tổng thống Thiệu thấy là số báo nhiều quá, mà chính quyền hầu như là thất bại, không kiểm soát được. Mà trong đó có một số tờ báo đối lập của nhóm ông Ngô Công Đức, Lý Quý Trung công khai để đi ra đối lập và công khai viết bài nghiêng về phía mặt trận giải phóng miền Nam. Vì vậy cho nên là chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã ra một cái luật để kiểm soát báo lại bằng hai cách. Cái thứ nhất là bất cứ một cái tin nào mà được coi là vi phạm về an ninh quốc gia, nó rất là mù mờ, nhưng mà chính quyền nương tựa vào cái đó, lấy cái đó làm bằng cớ để mà tịch thu báo chí. Sau khi tịch thu rồi đó thì sẽ bị phạt tiền và có nhiều tờ báo đã bị đóng cửa. Cái điều nữa là sau một thời gian đó cũng không có hiệu nghiệm, thành ra Bộ Thông tin quay ra cái chiến thuật là đục bỏ những cái tin đó trên báo chí. Thành ra mỗi khi mà tờ báo Sài Gòn phát hành vào buổi chiều đó, thì mảng trống xuất hiện ở trên mỗi tờ báo rất nhiều. Kể cả những cái tờ báo của bên phía chính quyền, họ cũng phải đục bỏ, là vì để tạo cái sự công bằng, tạo với thế giới những cái con mắt của người ngoại quốc nhìn vào. Chính vì không có tự do cho nên mới có những cái cuộc đấu tranh. Mà cái cuộc đấu tranh nổi nhất năm 1972 là làng báo đã tổ chức ngày ký giả đi ăn mạnh để phản đối cái luật báo chí 007 Quốc hội ủy quyền, gọi là cái luật ủy quyền cho ông Tổng thống muốn làm gì thì làm để bảo vệ an ninh quốc gia, để chống lại tất cả những cái âm mưu được gọi là của phía Cộng sản nhằm xâm nhập, nhằm lật đổ, nhằm chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Và báo chí của chúng tôi lúc đó đã bị vạ lây, đã bị đàn áp chung với tất cả các cái tổ chức chính trị, và chính quyền đã có một cái bàn tay, tôi gọi là bàn tay sắt đối với báo chí lúc đó. Và chính vì cái cuộc biểu tình của chúng tôi đó năm 1972 đã khiến cho 70% người làm báo bị thất nghiệp, là vì lúc đó trong cái luật mà ông Tổng thống Thiệu ban hành đó, đòi hỏi là mỗi tờ báo phải đóng ký quỹ 20 triệu đồng để được quyền tiếp tục ra báo. Trong số đó chỉ còn có một vài tờ báo tiếng Việt, hầu hết báo tiếng Hoa vẫn tiếp tục được xuất bản, hay là một tờ báo tiếng Pháp, chứ còn báo tiếng Anh cũng bị đình chỉ. Vâng, cái luật báo chí ở thời đệ nhất Cộng Hòa khe khắt, thì thời đệ nhị Cộng Hòa khe khắt gấp đôi, và tất nhiên là dưới thời Cộng sản thì hoàn toàn không có tự do báo chí. Cái bằng chứng cụ thể là cái luật báo chí của bên phía Cộng sản cho đến bây giờ vẫn duy trì hai điều. Tất cả các cái tổ chức, các cái tờ báo đều là tiếng nói của Đảng Cộng sản, của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội do Đảng thành lập. Cái điều thứ hai là những người làm báo là phải phục vụ chế độ, là phải bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra nói về vấn đề tự do báo chí trong ba nền báo chí đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa và thời Cộng sản, thì cái thời Cộng sản là cái thời tệ hại nhất và vẫn còn kéo dài cho đến bây giờ. Người làm báo của Cộng sản là những cán bộ được giao cái nhiệm vụ làm báo, chứ không phải là những ký giả được đào tạo thuần túy. Mặc dù là họ có hội nhà báo, họ có trường dạy làm báo,
nhưng mà họ không có trường dạy về tự do báo chí. Nếu mà một người làm báo hay là một tờ báo mà thiên về chính quyền, hay là biến mình thành tay sai của một chế độ hay là một cái chính phủ, thì cái quyền tự do báo chí và quyền được đọc báo của người dân bị xúc phạm. Và vì vậy cho nên là cái điều quan hệ nhất là một cái nền báo chí tự do là phải thật sự tự do, bảo vệ an ninh trật tự xã hội và đem lại cái phúc lợi cho người dân, tức là cho người đọc của báo mình, chứ không phải là mình lợi dụng cái tờ báo để mà phá hoại hay là để mà gây ra xáo trộn đời sống của người dân. Với cái cảm nghĩ của tôi là một cái sự nuối tiếc những gì đã xảy ra ở Việt Nam Cộng Hòa, những thành tựu cũng như là những việc không làm được, những khuyết ưu và khuyết điểm của miền Nam Việt Nam. Tôi rất tiếc là bởi vì không còn được sống trong một cái xã hội dù không có tự do ngôn luận 100%, nhưng mà ít ra cái tiếng nói của tôi, những bài viết của tôi không phải qua kiểm duyệt trước khi được đăng báo, hay là trước khi tôi lên đài truyền hình hay là lên đài phát thanh nói trước khán thính giả. Điều đó là cái điều tôi nuối tiếc. Và cái sự nuối tiếc của Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa, đối với riêng cá nhân tôi thấy là một cái sự mất mát rất lớn lao. Nhưng mà cũng may mắn là bây giờ ở miền Bắc đã có những thành phần người dân biết tôn trọng cái nền văn hóa đó. Thành ra nếu mà những giới trẻ mà muốn dấn thân làm báo là phải có một cái sự can đảm và phải có sự quyết tâm, phải có sự kiên nhẫn và phải theo đuổi đúng cái thiên chức của một người làm báo là trung thực, nhạy bén, nhanh chóng và độc lập. Tôi đã tham dự một khóa huấn luyện phóng viên báo chí khóa 1 năm 1965. Chúng tôi đã được đào luyện một cách rất là kỹ lưỡng để viết những bài báo, những tin tức theo cái tiêu chuẩn của người Tây Phương. Và chúng tôi được học rất là nhiều về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa, về ngoại giao và đặc biệt là cái kỹ thuật làm báo. Thì kể từ đó, cái nền báo chí Việt Nam nó có thay đổi một cái bộ mặt hoàn toàn. Có những cái 4-5 tiêu chuẩn về báo chí, về tin tức, nhưng mà cái tiêu chuẩn số 1 của người phóng viên như chúng tôi là sự thật. Thì sau đó mới tới những cái yếu tố khác là thời gian tính hay là địa phương tính hoặc là cái public human interest, mọi thứ. Những gì không thể nói được để có thể nguy hại đến an ninh quốc gia thì chúng tôi không nói. Nhưng không bao giờ nói sai sự thật. Đài Phát thanh Sài Gòn là một tên gọi vắn tắt để chỉ cho cái đài phát thanh chính yếu ở tại Sài Gòn. Nhưng thật ra đây là một hệ thống truyền thanh quốc gia. Ngoài cái đài trung ương ở tại Sài Gòn thì có các đài Cần Thơ, đài Quy Nhơn, đài Ba Mươi Thuộc và đài Đà Nẵng. Việt Nam Thông tấn xã, thường gọi tắt là Việt tấn xã, là một cơ quan thông tấn quốc gia. Đó là nguồn nơi cung cấp tất cả những tin tức liên quan đến lập trường của chính phủ quốc gia. Bởi vì nó là một tiếng nói của quốc gia, tất cả những cái tòa đại sứ cũng như tất cả những cái cơ quan thông tấn đều phải lấy cái nguồn tin của Việt Nam Thông tấn xã. Thì trong cái cơ quan Việt Nam Thông tấn xã nó có nhiều quan, nhiều ngành, ví dụ như là Anh ngữ, Pháp ngữ, Hoa ngữ. Và chúng tôi từ đó chúng tôi tập trung tất cả những cái tin tức của cả thế giới đi vào chuyển qua Việt ngữ. Chính vì vậy mà tôi là chánh sở biên tập Việt ngữ. Mỗi một tỉnh, một thông tin tỉnh, một tỉnh địa phương phải có một thông tin viên để cung ứng cái tin tức tại tỉnh đó cho Việt Nam Thông tấn xã. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cả hai cái chi cục trưởng, một chi cục tại Đà Nẵng, một chi cục tại Cần Thơ để cung ứng những cái kho và những cái tin tức ngay tại quân khu 4 và quân khu 1. Tôi cũng đã từng làm báo cho báo chính luận. Tôi cũng là đặc phái viên báo chí được tháp tùng Tổng thống, Thủ tướng trong mỗi cuộc kinh lý.
thời đệ nhất Cộng Hòa có những khó khăn hơn nền đệ nhị Cộng Hòa. Thời đệ nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm, hồi đó tạm gọi là ông Ngô Đình Diệm về chấp chính chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954. Ông gặp nhiều rất là nhiều khó khăn bởi vì là một người từ nước ngoài đi trở về và không có một cái đảng phái chính trị nào để mà làm hậu thuẫn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong lúc đó thì mọi sự rối loạn ở trong hàng ngũ của miền Nam. Ở dưới miền Tây thì có quân đội Hòa Hảo cũng được võ trang. Ở Sài Gòn thì có Bình Xuyên, vùng Tây Ninh thì có lực lượng Cao Đài. Đó là chưa kể những cái thành phần mà của Cộng sản nằm ở trong đó nữa. Khiến cho chế độ của Tổng Thủ tướng rồi Tổng thống Ngô Đình Diệm gặp rất nhiều khó khăn để mà đối phó. Năm 1960 thì nhóm Caravan đã đông tung ra một cái bản cáo trạng, một cái đòi hỏi rất là lớn, đòi hỏi chính phủ phải cải tổ mà đặc biệt là quyền tự do báo chí. Năm 1960 thì Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát đã ra mắt cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tình hình nội bộ ở miền Nam nó rắc rối đến cái độ nào? Sự đòi hỏi một nền báo chí tự do hoàn toàn trong cái khung cảnh đó, tôi cho là cái điều quá nó vượt quá cái điều tầm vóc của một chế độ non trẻ mà chỉ có hình thành chỉ có trong vòng mấy năm trời mà thôi. Rồi bước qua thời đại nhị Cộng Hòa, bước chuyển tiếp từ năm 1963, sau khi ông Dương Văn Minh đứng đầu các hội đồng tướng lãnh để mà lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa, là một chuỗi 3-4 năm trời nó cũng xảy ra bắn đủ mọi thứ biến loạn, là bởi vì sau đó trong vòng không lâu thì ông đại tướng Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh để xưng làm quốc trưởng, và ông Khánh cũng không có đủ tầm vóc để mà cai trị quốc gia, rồi ông Nguyễn Khánh cũng đổ và đưa cho những chính quyền dân sự, rồi chính quyền dân sự cũng không có thể nào đáp ứng nổi những cái nhu cầu mà rất vô cùng khó khăn thời đó, là bởi vì Việt Cộng mỗi một ngày từ năm 63, 64, 65 là họ đã bắt đầu quậy rất phá rất là nhiều ở miền Nam Việt Nam. Quý vị đã thấy một cái tình hình rối ren ghê gớm như vậy. Nhưng rồi làm sao có một nền báo chí tự do trong khung cảnh đó được? Bắt buộc người ta phải có những cái hạn chế. Nhưng phải nói rằng trong cả hai chế độ đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa đều có những bản hiến pháp quy định quyền tự do báo chí là tuyệt đối của người dân. Dầu có bị hạn chế nào đi nữa, trong thời gian đệ nhất Cộng Hòa chỉ có hai người đi tù vì báo chí. Qua cái đời đệ nhị Cộng Hòa và sau khi có bản hiến pháp và có quốc hội thông qua và Tổng thống Thiệu đã ký ban hành một cái luật báo chí tôn trọng hoàn toàn nền tự do báo chí và không có một báo chí nào có thể bị đóng cửa nếu không phải đó là kết luận của tòa án. Tức là họ đã không cho cái cơ quan hành pháp, dù là Tổng thống hay là Thủ tướng hay là Bộ Thông tin, không được quyền đóng cửa một tờ báo. Đó, cái quyền đó dành cho cơ quan tư pháp, tức là tòa án. Người ta đã lợi dụng cái quyền đó, cho nên từ 20 tờ báo lúc ban đầu của thời đệ nhất Cộng Hòa, sau cái sự mở cửa này thì dưới thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên tới gần 50 tờ báo của tư nhân. Thì do sự nở rộ đó, người ta bắt đầu lạm dụng. Thì cơ quan hành pháp chính phủ có một cái cách để mà hạn chế cái số báo trở lại. Người ta có một cái cách gọi là khéo léo, tức là bắt mỗi một tờ báo phải có đóng cái tiền gọi là ký quỹ. Miền Nam có tới 4 hội đoàn báo chí. Một hội chủ báo, một hội ái hữu ký giả và hai nghiệp đoàn báo chí, tức là nghiệp đoàn ký giả Nam Việt do người miền Nam, do ông Kiên Giang làm chủ tịch, và một nghiệp đoàn ký giả Việt Nam do những nhà báo từ miền Bắc di cư vào Nam làm chủ tịch, lúc đó là ông Thanh Thương Hoàng. 4 cái hội đoàn, 4 tổ chức của báo chí ngay tại Việt Nam Cộng Hòa trong thời buổi chiến tranh và so sánh với miền Bắc, quý vị có thấy được một nghiệp đoàn báo chí nào ở miền Bắc hay không? Những người làm báo đối lập với chính quyền ở miền Nam Việt Nam, nhưng mà họ được khuyến khích bởi lực lượng phản chiến
đã nương theo cái đà đó. Nhưng thật ra cái lực lượng đó không đủ sức để dập sập chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ sau 47 năm mình nhìn lại, tôi thật vô cùng tiếc nuối cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những năm còn đi học, từ trung học cho tới đại học, dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, mặc dù có những rối loạn, nhưng mà tôi cảm thấy ra cái thời gian êm đềm nhất của tôi. Và tôi tin rằng không những tôi, mà những người cùng thế hệ của tôi đều cảm thấy như vậy. Rất tiếc, thời cuộc của cả thế giới không cho chúng ta được tiếp tục sống trong cái môi trường đó. Thì tôi đi vào cái ngành truyền thông lúc đầu tiên với một cái radio rất là nhỏ, mà mình phải mua cái radio cũng chỉ tình cờ mà thôi. Đối với chúng tôi thì lúc đầu đó là một cái sự đam mê của mình, văn học và văn hóa nghệ thuật. Nhưng mà lần lần rồi đó, với cái mình nhìn thấy cái cộng đồng Việt Nam của mình với cái tinh thần đấu tranh hướng về cho đất nước Việt Nam, thì lần lần mình chuyển hướng, mặc dù là vẫn văn hóa nghệ thuật ở đó, nhưng mà mình chuyển hướng mình làm sao mà để đưa những cái tin tức của ở đây cho cái đời sống của cộng đồng của mình ở đây tốt hơn, cũng như là hướng về đất nước Việt Nam để có thể là giúp đỡ, yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước để có một ngày đất nước Việt Nam được dân chủ và nhân quyền. Thật sự ra trước đây thì tôi không hiểu về cái tình hình báo chí bên Việt Nam nhiều anh. Nhưng mà sau khi mà tôi làm báo, tôi mới đọc lại. Tôi đọc lại cũng khá nhiều từ Nam Phong tạp chí và những cái tài liệu trước. Thì tôi thấy là cái thế hệ sau này mình không có đủ cái, coi như là không có cái nhìn mà nó rộng rãi, mà có một cái học thức uyên bác như người xưa. Đó là cái điều mà tại sao bây giờ mình phải học, và những cái lớp trẻ sau này còn phải học.